Hay quá, tuyệt vời, quay được cú birdie quá đẹp. We go laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride. Kính chào anh chị và các bạn. Hiện tại Khang Râu đang có mặt ở ngã ba đường Trường Sa và đường Hoa Phượng ở quận Phú Nhuận. Ở đây là chùa Quan Âm Tu Viện. Hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người một phòng tập golf mới khai trương ở nhà thi đấu Rạch Miễu ở số 1 đường Hoa Phượng, một địa điểm mới cho những anh chị em nào yêu golf có thể đến đây tập luyện và kết hợp những môn khác, Pilatech, bơi lội, tập gym và rất là nhiều những môn khác. Bây giờ Khang Râu sẽ đi quay chi tiết phòng tập golf này cho mọi người xem ha. Phòng mới khai trương nên cơ sở vật chất rất là tốt. Đi ngoài đường Trường Sa thì mình quẹo vô đường Hoa Phượng là chúng ta sẽ gặp cái cổng bên tay trái liền, rất là dễ tìm. Ok, let's go. Đây ở ngoài ngã ba mình đi vô trong đây khoảng chừng 20-30 mét thôi là nhìn bên tay trái chúng ta sẽ thấy phòng tập golf 3D, yoga, Pilates, gym, hồ bơi và các hoạt động khác dành cho người lớn và trẻ em luôn. Số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận. Đi thẳng vào trong là sẽ vào phòng tập golf 3D, gồm có 8 mấy tổng cộng, mới khai trương, cơ sở vật chất rất là mới và đẹp. Ok, mình tiến vào trong quay cho mọi người xem. Đây rất là dễ tìm ha, nhà thi đấu Rạch Miễu. Đây cổng nhà thi đấu, chúng ta đi thẳng vào trong là chúng ta sẽ thấy một khuôn viên rất là rộng. Ở trong là một cái sân rất là lớn, gồm có hồ bơi cho các em thiếu nhi. Sau này sẽ tổ chức làm tiệc BBQ, ăn uống và bơi ở đây. Còn bên phải chúng ta là khu vực phòng tập Pilates, phòng tập gym. Ở trên lầu là khu vực hồ bơi. Còn đi thẳng vào trong đây là chúng ta sẽ đi vào phòng golf 3D. Cái cửa trước mặt chúng ta mở ra, chúng ta sẽ có 5 lai tập ở ngoài và 3 phòng VIP ở bên trong. Cơ sở vật chất rất là mới. Và đây là không gian ở bên trong của phòng tập golf 3D GTS golf nhà thi đấu Rạch Miễu ở số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận. Chúng ta sẽ có 5 máy tập ở bên ngoài và 3 phòng tập VIP. 5 máy tập ở bên ngoài sẽ được tập trung với nhau như anh chị và các bạn đã thấy. Còn 3 phòng VIP chúng ta sẽ được tập riêng và chơi riêng với những người bạn của mình. Hệ thống cơ sở vật chất vừa được lắp đặt mới hoàn toàn nên còn rất là mới, rất là tốt để cho anh chị và các bạn đến tập luyện để thỏa niềm đam mê chơi golf của mình, cũng như là duy trì cảm giác, nâng cao cái chất lượng những cú đánh, giúp cho chúng ta có được những cái điểm số tốt khi mà ra sân thật. Và đây là hệ thống những tủ locker và phòng VIP. Chúng ta sẽ tham quan những phòng VIP. Phòng VIP ở đây được trang bị rất là rộng rãi với chiều dài rất là thoải mái. Chúng ta sắp xếp được một bộ bàn ghế sofa để người chơi sau những cú đánh chúng ta có thể ngồi nói chuyện, nghỉ ngơi. Và đây là hệ thống các tủ locker. Mọi người có thể để đồ ở đây, gửi gậy ở đây, có khóa rất là an toàn. Hệ thống phòng VIP có bàn, có ghế, có máy lạnh đầy đủ và nơi rất là riêng tư để chúng ta tập luyện và trò chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan các cơ sở vật chất còn lại của phòng Golf 3D Rạch Miễu. Trước mặt chúng ta là hệ thống thảm gồm có thảm fairway, cỏ ráp và băng cơ, mô phỏng như thật những cái tình huống chúng ta sẽ gặp ở trên sân. Hay quá, tuyệt vời, quay được cú birdie quá đẹp. Quá đẹp. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi một phòng VIP rất là đặc biệt. Ở phòng VIP này chúng ta có cả hệ thống đánh bằng tay trái. Điều này rất là hiếm thấy ở những phòng tập khác. Tuy nhiên ở phòng GTS Rạch Miễu chúng ta có cả hệ thống để cho golfer tập luyện bằng tay trái và cả tay phải, rất là thuận tiện. Cơ sở vật chất rất là mới. Đây là một điều khác biệt so với nhiều phòng tập. Tiếp theo chúng ta sẽ tham quan phòng tập Pilatech. Phòng tập Pilatech rất tốt cho những golfer. Ngoài ra cũng rất tốt cho các chị em phụ nữ để duy trì và bảo vệ sức khỏe của mình. Ở đây chúng tôi cũng có huấn luyện viên để hướng dẫn cho mọi người tập luyện môn thể thao này. Tiếp theo thì mình quay sơ qua một chút xíu về nhà vệ sinh. Cơ sở vật chất rất là mới. Vì sao mình quay nhà vệ sinh? Tại vì trong đây có trang bị hệ thống máy và phòng xông khô, rất là tiện lợi cho những anh golfer. Khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cần có một phút giây thư giãn thì chúng ta sẽ bước vào đây và sử dụng dịch vụ xông khô này, sẽ giúp cho chúng ta phục hồi lại sức khỏe, tràn trề năng lượng sau những mệt mỏi của công việc. Tiếp theo chúng ta sẽ thi đấu golf cũng như là bắt đầu những công việc mới để đạt được nhiều hiệu quả, nhiều thành công. Theo mình thì những golfer nam rất cần những cái phòng như thế này để cải thiện và hồi phục lại năng lượng của mình. Sau đây mình xin giới thiệu cơ bản gói dịch vụ của GTS Golf 3D Rạch Miễu. 1 giờ là 250.000 để chúng ta tập luyện. Nếu chúng ta đánh 9 hố thì 200.000, đánh 18 hố thì 300.000. Ngoài ra thì có những cái gói dịch vụ VIP cho khách hàng, đặc biệt là trong thời gian khai trương thì chúng tôi có giảm giá rất là nhiều cho những khách hàng mới. Mọi người có thể bấm dừng video clip để xem kỹ hơn cái bảng giá này. Khang Râu Sài Gòn xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video clip đến thời điểm này. Ngoài dịch vụ golf thì nhà thi đấu Rạch Miễu còn rất nhiều những môn thể thao khác. Rất mong được đón tiếp mọi người đến tập luyện thể thao để duy trì sức khỏe. Xin cảm ơn và chúc mọi người luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đặc biệt chúng ta luôn có một sức khỏe dồi dào để sống vui và khỏe. Mọi chi tiết để tư vấn lắp đặt máy chơi golf 3D GTS đến từ Hàn Quốc, mọi người có thể liên hệ cho em số 090 8484 666 để được tư vấn qua điện thoại trực tiếp hoặc là qua Zalo. Chúng em sẽ lắp đặt ở mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được trân trọng kính chào.